Cuối giờ sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Hải Châu. Cùng đi có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung, trú tại phường Thuận Phước và thương binh 1/4 Trần Thị Kim Cúc, trú tại phường Thanh Bình. Tại đây, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Nhung và thương binh Trần Thị Kim Cúc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn các mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Thủ tướng chúc mẹ Nhung và thương binh Cúc luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu, đồng thời làm điểm tựa tinh thần cũng như giáo dục truyền thống của gia đình để con cháu noi theo, góp phần vào sự phát triển của quê hương. Thủ tướng khẳng định, đức hy sinh, tinh thần vượt gian khó của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ là tấm gương sáng ngời để các thế hệ hôm nay học tập noi theo, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh.